Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khoa lập trình Angular tại trung tâm đào tạo tin học Khoa Phạm, và trong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về custom validator. Ở đây thì các bạn thấy là chúng ta có những cái validator được dựng sẵn của Angular và nó truyền qua cái validator này, chấm require, ví dụ như thế. Chúng ta có thể chấm các cái khác, chấm email, hay là chúng ta thử chấm này, chấm minlang, chấm maxlang, chấm min, vân vân. Thì có rất nhiều cái validator. Tuy nhiên thì đôi lúc các bạn cần phải viết ra những cái validator của riêng các bạn, thì chúng ta sẽ phải làm như nào? Thì bản chất validator nó chỉ đơn giản là một cái function thôi. Ví dụ bây giờ mình muốn là cái email của mình á, nó phải có chứa chuỗi a@gmail.com, thì lúc đó mình sẽ phải làm như nào? Mình sẽ viết như sau. Mình có function, ví dụ mình bảo là gmail, cái function mình đặt là gmail validator, nó là cái function. Thì ở đây các bạn viết validator cho form control thì nó sẽ có tham số là form control. Còn nếu mà ở đây form group thì ở đây các bạn sẽ điền vào là form group. Đương nhiên tên biến thì các bạn có thể đặt kiểu gì cũng được, nhưng mà chúng ta nên đặt đúng với lại cái ý nghĩa của nó. Chúng ta có thể viết thêm kiểu dữ liệu vào đây là form control cũng được, còn các bạn không viết thì cũng không sao, nhưng mà tốt nhất các bạn nên viết vào. Rồi tiếp theo thì mình có thể truy cập đến giá trị của nó thông qua việc chúng ta có thể truy cập như sau: form control.value đó, ok. Và tiếp tục thì các bạn bảo là nó phải chứa, chúng ta có include ở trong JavaScript, nó kiểm tra xem một chuỗi có chứa cái chuỗi kia không. Thì ở đây mình bảo nếu mà nó có chứa, if nếu mà nó chứa chuỗi là a@gmail.com đó, thì mình sẽ return null. Null tức là không có lỗi gì, các bạn return null thì không có lỗi gì. Ngược lại thì ở đây mình sẽ return một cái object, cái object này nó sẽ là cái lỗi của chúng ta. Ví dụ mình bảo gmail true chẳng hạn, tức là có lỗi gmail đó. Đơn giản vậy thôi. Rồi mình ngưng lại ha. Sau đó thì đơn giản là chúng ta truyền cái Gmail validator vào đây thôi. Tạm thời thì mình sẽ truyền vào ở đây thay cho cái validator là email nhá. Rồi mình lưu lại. Bây giờ thì mình muốn hiển thị xem là liệu rằng cái email của mình nó có cái lỗi gì không. Thì lúc đó chúng ta sẽ viết ở đây. Chúng ta sẽ có một thẻ, ví dụ mình để thẻ code đi. Rồi và chúng ta mở ngoặc nhọn ra ha. Truy cập tới cái form value, form chúng ta có form sign up này, và mình chấm tiếp control chấm email và chấm error. Chúng ta dùng JSON file để hiển thị ra. Rồi mình lưu lại này, các bạn thấy là nó không phải là Gmail. Bây giờ mình phải nhập đúng Gmail vào, ví dụ mình nhập Yahoo mail thì cũng được, abc này a@yahoo com đó, các bạn thấy không hề được đúng không? Bây giờ mình phải nhập Gmail thì được này. Ở đây mình nhập là Gmail đó, thì lập tức nó hết lỗi luôn đúng không? Và tiếp theo thì ở đây có thể mình sẽ sử dụng nhiều validator, và nếu như vậy thì ở đây mình sẽ dùng một dấu ngoặc vuông để mình bao các validator này lại. Ví dụ ở đây mình sử dụng thêm cái email nữa, chấm email phải. Rồi ok mình lưu lại nhé. Rồi thì ở đây các bạn thấy là nó đang dính hai lỗi, thứ nhất là lỗi email và hai lỗi Gmail đúng không? Đó là cách để các bạn sử dụng nhiều cái validator và viết ra custom validator của mình. Với những cái validator có tham số ấy, thì đôi lúc các bạn phải dùng function return là function, nhưng mà tạm thời thì các bạn chỉ cần nhớ cái bản chất của validator thì nó chỉ đơn giản là cái function như thế này thôi. Ok, mình xin tạm dừng video này tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chào các bạn.